À, xin chào các bạn Giả sử như các bạn mong muốn là bán cái sản phẩm 2 mét của Việt Nam đi nước ngoài Thông qua các thị trường quốc tế là ESC Thì không phải những cái sản phẩm bất kỳ cái sản phẩm 2 mét nào bạn cũng có thể là bán phù hợp trên cái thị trường này à, Bởi vì bạn biết là để mà vận chuyển một cái sản phẩm từ Việt Nam đi nước ngoài á nó phải là cái chi phí vận chuyển á, nó khá, sẽ khá là nó sẽ là khá là, là mắc nên là nếu mà các bạn bán những cái sản phẩm mà nó quá to nó quá lớn hoặc là nó quá nặng Thì nó có thể ảnh hưởng đến cái việc mà Cái giá thành xếp hàng đó các bạn <laughs> Để mà vận chuyển một cái sản phẩm, đây là một cái bảng giá Của cái công ty xếp hàng, thì bạn thấy là để mà vận chuyển Một cái sản phẩm từ Việt Nam đi nước ngoài, nó sẽ có nhiều cái Cái, cái, cái đường vận chuyển, thì ở đây người ta dùng cái đường vận chuyển là USPS là một trong những cái đường vận chuyển Mà nó khá là rẻ và bạn vận chuyển mà bạn lựa cái đường vận chuyển mà giá nó rẻ thì 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 cái giá thành của cái sản phẩm nó nó mới rẻ và bạn nó dễ bán hơn là bạn di chuyển bằng những cái đường như đường hàng không đường đi mặc dù là nó nhanh nhưng mà cái chi phí xếp hàng đó, nó sẽ mắc <laughs> với một cái vấn đề nữa là bạn để ý, đó, lúc nào người ta trong cái bạn giá vận chuyển á, người ta cũng để là cái cân nặng bạn thấy là ở đây người ta ghi xếp hàng cái cân nặng từ thấp đến cao á, từ 100 g đến 150 g hoặc 200 g rồi một kg. và theo từng cái cái độ cân nặng thì cái giá thành đó nó sẽ khác nhau và càng ngày nó sẽ càng tăng <laughs> như vậy nếu bạn bán một cái sản phẩm và cái giá thành của mình để đó, nó cũng tương đối là nó cạnh tranh nó phù hợp với thị trường rồi nhưng mà do cái vấn đề bị ship mà bạn không có tối ưu bạn không có chọn đúng cái sản phẩm dẫn đến là cái sản phẩm bạn cái cân nặng nó quá cao thì bạn thấy là nó sẽ đậu cái tiền giá à, cuối cùng của cái sản phẩm đó lên Thì nó sẽ làm cho cái sản phẩm bạn nó giảm đi cái tính cạnh tranh về giá Nên là <laughs> mình muốn tối ưu về giá Thậm chí là mình có thể ship từ Việt Nam đi nước ngoài mà mình để phi ship, miễn phí tiền ship luôn Hoặc là mình để cái giá tiền ship nó thấp đó, Thì bắt buộc là bạn phải chọn những cái sản phẩm nào Ngoài cái nhu cầu nó cao thì cái cái việc mà đóng gói và xếp hàng nó cũng phải dễ nữa nên là mình sẽ ưu tiên chọn những sản phẩm mà nó nhỏ nè à, nó dễ đóng gói nè và nó khó vỡ ha thì ở đây bạn thấy là <laughs> nếu mà mình xét cái chủ đề là wooden gift trên cái thị trường ESC thì bạn thấy nó có rất là nhiều cái sản phẩm handmade về làm bằng gỗ là cái từ wooden và bạn thấy là có nhiều cái sản phẩm mét mà bằng wood á nó rất là lớn rất là rộng ở đây bạn thấy nó có có, cái sản phẩm là wood size nè nếu mà bạn bán cái sản phẩm này mà bạn bán từ việt nam á thì có thể là nó sẽ rất là khó vận chuyển tại vì nó khá là rộng đúng không mặc dù mình biết là cái sản phẩm này nó được ecp là <laughs> cái nhu cầu nó cũng cao nó tới 10.000 review rồi nhưng nếu mà mình sản xuất ra cái, cái tấm gỗ này mà mình bạn là một cá nhân mà không phải là một cái tập thể một công ty thì cái việc mà À, cái cửa hàng nó chỉ có một bạn, một mình bạn hoặc là thêm một bạn nữa, một hai người gì đó mà bạn chọn những sản phẩm lúc đầu bạn bán chọn những sản phẩm mà nó bự quá giống như vậy thì cái việc mà vận chuyển nó khó, giá thành nó cao thì có thể là bạn để giá đây là 38 đô nhưng mà lúc mà khách hàng họ mua á cái giá cuối cùng cộng tiền ship nữa có thể lên tám <laughs> 80 đô gì đó, như vậy thì rất là khó cạnh tranh. Vậy thì mình biết á mặc dù là nhu cầu nó cao á nhưng mà do cái việc mà kích cỡ nó lớn quá nên là mình phải nghiên cứu về các sản phẩm nó kỹ hơn mình chọn những sản phẩm nó nhỏ thì mình đưa cho bạn một cái ví dụ <laughs> nếu mà bị gỗ thì ở đây bạn thấy là có một sản phẩm nó khá là nhỏ là ở đây nó nó cũng là ecpic là nó được đánh giá khá là tốt nó có 409 trăm view là biết là nhu cầu khách hàng họ mua rất là nhiều và cái sản phẩm này là một trong những sản phẩm mà bạn có thể là cái 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 giá thành nó xếp hàng nó sẽ giảm xuống bởi vì cái cân nặng nó không có quá cao so với cái tấm gỗ hồi nãy mà nói là bằng Wood size sai nó sẽ nó, có thể là cân nặng nó không quá nặng lắm nhưng mà cái kích cỡ nó lớn thì nó sẽ ảnh hưởng <laughs> nên là bạn cố gắng lựa những cái sản phẩm mà nó nhỏ nhỏ ha nhưng mà cái sản phẩm này nó có một cái đặc điểm nè bạn thấy là ở đây cái hình con chim mà cái cái mũi của con chim đó <laughs> nó được điêu khắc mà nó chạm vào cái tấm gỗ này thì có thể là cái hàng này nó có thể nó dễ vỡ mặc dù là nó nhẹ nhưng mà nó có thể là nó dễ vỡ cho nên là trong quá trình mà bạn muốn bán những sản phẩm mà nó 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 có cái vấn đề là dễ vỡ thì bạn phải xem coi là mình đóng gói bằng cách nào thì nếu bạn đóng gói bằng một cái thùng bằng uh, bằng nhựa bằng bằng gỗ nhựa hay gì đó thì nó nó, nó dễ qua nó quăng hàng thì nó sẽ bị gãy sản phẩm này đi thì rất là khó vận chuyển ha <laughs> về gỗ thì nó rất là đa dạng các bạn, bạn sách thì bạn thấy là ở đây có rất là nhiều cái sản phẩm mà cái người Việt Nam mình đang bán á mình mình kéo xuống bạn thấy là một số sản phẩm mà bạn sẽ thấy là ở Việt Nam mình đang bán nè ở đây bạn thấy là cái cửa hàng á ở đây nó có cái chữ là thanh không thanh có nghĩa là bạn thấy là cái chữ nên là của người Việt Nam là tên thanh và người ta khắc cái tên thanh là lên cái cốc bằng gỗ thì mình đón cái shop này là cái shop của Việt Nam mặc dù bạn thấy là cái nước quốc gia nó ghi là ở Mỹ đúng không <laughs> nhưng mà có thể người ta dùng thủ thuật người ta đổi đổi cái khu vực qua Mỹ thôi nhưng mà thật sự cái nguồn gốc cái người mà đứng sang cửa hàng này cửa hàng Việt Nam <laughs> và cái sản phẩm này nó cũng rất là phù hợp để mà bạn à, à, xuất khẩu đi nước ngoài bạn có thể bảo một cửa hàng trên NC bạn chọn những sản phẩm nhỏ nhỏ giống nhỏ giống như nè <laughs> bạn đầu tư mặt hình ảnh và chụp cho nó đẹp thì mình nghĩ là bạn sẽ bán được điều kiện là à, nó có nhu cầu cao vậy thì cái ví dụ như cái ly này nó có nhu cầu hay không nó có thì cái ly uống nước thì chắc là có <laughs> nó có nhỏ gọn hay không có nó có dễ vận chuyển hay không có và bạn thấy ở đây cái phẩm này nó cũng là best seller nè trong ngày hôm nay nó bán được 4 sale nè tổng số sale là 252 tổng doanh thu là 11 ba 11 000 đô à, trong khi cái sản phẩm này nó mới đang trong vòng 3 tháng và mình thấy là cái doanh thu nó cũng khá là tốt đúng không <laughs> nó có 21 review Cái sản phẩm này nó mới vừa đăng 3 tháng mà mình nghĩ nó bán được số lượng sale như vậy Mình gọi nó là khá bán khá là tốt và nó nên mới được cái chữ best seller ha <laughs> Như vậy thì mình nghĩ là ở Việt Nam mình sẽ có rất là nhiều sản phẩm Nó không phải là cái ly này không đâu Và Việt Nam mình cũng khá là thấy mạnh về sản phẩm Hermes Và mình biết là nó sẽ có nhiều cái sản phẩm nó đặc trưng Nó hay à, hơn nhiều những cái sản phẩm giống như cái ly này mà bạn Nếu mà bạn có những cái sản phẩm đó thì bạn có thể À, tìm cách mở cái shop và nếu bạn không biết biết cách kinh doanh thì có thể liên hệ mình mình sẽ hướng dẫn cho bạn cái cách mà mở shop cái cách mà bán hàng cái cách mà vận chuyển cái cách mà chạy quảng cáo phân tích cửa hàng như thế nào ha thì để bạn rút ngắn thời gian gỗ nó chỉ là một phần sản phẩm các bạn nó còn nhiều cái sản phẩm khác nữa ở đây bạn thấy là nếu mà xét cái chủ đề về wedding đó là à, những cái sản phẩm mà nó dùng cho cái trang trí tiệc cưới hoặc là tiệc sinh nhật á <laughs> thì bạn thấy là nó cũng biến quá rất là nhiều người ta có thể dùng cái cái móc cái móc dây này nè móc dây này nè, để cho người ta làm cái cái, cái để trang ký trang ký tiệc cưới á và người ta treo lên thường bạn thấy nó cũng khá là đơn giản và mình nghĩ là những sản phẩm handmade này mình hoàn toàn có thể làm được đúng không <laughs> quan trọng là nếu mà bán cái móc này mà bạn đi ship thì có thể nó khó tại vì nó hơi cồng kềnh <laughs> thì mình chỉ đưa ra một ví dụ thôi nếu mà bạn bán thì bạn cố gắng chọn những sản phẩm nào mà nó dễ vận chuyển ha <laughs> nên mình thấy là gỗ thì nó dễ biến quá ha gỗ thì cũng có thể đề co trong tiệc cưới cũng được và mình cho bạn lại thêm một sản phẩm nữa mà nó rất là dễ vận chuyển mà cái giá thành nó khá là à, cái giá mà xếp nó khá là thấp đó là cái sản phẩm Nailbox các bạn <laughs> nail bóc thì mình biết là ở Việt Nam mà có rất là nhiều cái doanh nghiệp các công ty họ sản xuất ở Việt Nam những cái sản phẩm nail giống như vậy và thậm chí là cái người Việt Nam mình ra nước ngoài thì họ vẫn làm việc nail và khá là nổi tiếng về ngành nail và nếu mà bạn có cái <laughs> có cái nghệ thuật có cái nghề về ngành nail mà bạn có thể làm ra một cái sản phẩm mà nó giống như những cái sản phẩm giống như nè, thì bạn hoàn toàn có thể là ở Việt Nam mở một cái cửa hàng AC và bạn bán đi nước ngoài bình thường không nhất thiết là phải đi qua nước ngoài mình bán thì bạn thấy ở đây có rất là nhiều cái cửa hàng là của Việt Nam ở đây nè <laughs> bạn thấy là Việt Nam rất là nhiều cửa hàng ở Việt Nam ở đây nè và họ bán cái sản phẩm Việt Nam ha và mình cũng có thể bán được thì đó là cái đó là cái nội dung mà mình muốn thể các bạn là nếu mà muốn bán cái sản phẩm 2 thì bạn nên chọn những cái sản phẩm mà nó nhỏ nó kích thước nó nhỏ gọn dễ à, vận chuyển khó vỡ à, để mà mình giảm cái giá xếp hàng xuống và trong trường hợp mà bạn không biết cách làm các kinh doanh thì bạn có thể liên hệ mình mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mở shop thì trong những cái shop mình sâu ra đây là có một cái shop mà do mình hướng dẫn một các bạn học viên mình hướng dẫn là hiện trên màn hình đây nè à. <laughs> thì khi mà bạn học mà mình sẽ chia sẻ thêm thông tin những cái bạn mà nào mà kinh doanh thành công mà mình đã hướng dẫn thành công trên cái thị trường ấy thêm thêm cho các bạn ha à, cảm ơn các bạn đã xem